Cách làm video TikTok có nhiều lượt tim nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hưng Huỳnh đây. Kênh TikTok của mình là gì ạ? Chú Hưng Râu nha. Trong thời gian qua mình đã giúp cho hàng ngàn người có được kênh TikTok, hàng chục ngàn follow cho tới hàng trăm ngàn follow. 200 ngàn follow trong vòng một tháng thì có tốt không ạ? À, tuyệt vời nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để video TikTok của bạn có nhiều lượt tim nhất. Vậy video của bạn có nhiều lượt tim hay là ít lượt tim thì lý do là do đâu? Để trả lời được câu hỏi này, các bạn cần phải tập trung nghe Hưng nói nha. Hưng không dùng tool nha, hay là không dùng mẹo gì hết. Tất cả đều là người ta xem xong họ thấy hay, họ thấy có cảm xúc cho nên họ thả tim thôi. Vậy thả tim là vì có cảm xúc. Vậy thì làm sao để video của bạn có cảm xúc, đúng không ạ? Các bạn nghĩ đi nè, các bạn nhớ lại nè, các bạn xem video có cảm xúc, có nghĩa là cái nhạc trend nó hay á, các bạn cũng thả tim đúng không? Thứ hai nè, các bạn thấy gái xinh các bạn có thả tim hay không? Các bạn thấy trai đẹp các bạn có thả tim hay không? Thì gái xinh với trai đẹp là chúng ta có cảm xúc đấy. Chúng ta thấy họ đẹp, họ xinh thì chúng ta có cảm xúc cho nên chúng ta bấm vào tim. Tiếp theo nè, thứ ba nè, các bạn xem mấy video hài hước, người ta diễn hài các bạn cười khà xong các bạn có thả tim không? Thường là có đúng không? Xong rồi các bạn thấy mấy video truyền cảm hứng á, truyền cảm hứng là sao ạ? Mình đang buồn xong họ truyền cảm hứng cho mình cảm thấy cuộc đời này đẹp hơn, thế là mình cũng thả tim. Hoặc là mình đang đói bụng, họ quay một video truyền cảm hứng cho mình một cái món ăn nào đó, đang đói bụng giờ này mà tự nhiên thấy một con gà luộc chấm muối tiêu, các bạn có thả tim không? Có đúng không? Thì đó là lý do mà video các bạn được thả tim là video của các bạn có cảm xúc. Vậy việc quyết định video của bạn được thả tim hay không thì phụ thuộc vào nội dung truyền đạt, chia sẻ trên kênh của bạn. Nếu bạn chọn cái ngách về giải trí, các bạn sẽ được nhiều tim hơn. Hưng lấy ví dụ như thế này. Các kênh mà về drama thì họ chia sẻ về những câu chuyện như là giúp đỡ người già, giúp đỡ trẻ em, thường có một cái kết rất là bất ngờ hoặc là một cái kết gì đó có hậu, một cái kết cảm động, đúng không ạ? Cho nên bạn có cảm xúc. Hoặc các kênh nó có nội dung như là hài hước, đặc biệt như là các kênh nhảy này, các kênh trai xinh gái đẹp này, các kênh nấu ăn giống như kênh của Hưng đấy, thì rất là nhiều tim. Các bạn có thể thấy được rằng kênh của Hưng á, là có 200.000 follow thôi, nhưng mà tim thì tới 3, mấy triệu lượt tim. Nó nhiều hơn so với các kênh khác là như vậy. Đúng không ạ? Như Hưng nói đấy, mình đang buổi trưa như thế này, mình nấu một cái món ăn rất là ngon, mình đưa lên như vậy thì các bạn có thả tim không? Thường là có đúng không? Có thì gật đi, nhớ vào kênh TikTok chú Hưng Râu, follow dùm Hưng nhá. Đấy. Thì vậy, nếu bạn chọn một nội dung về giảng dạy, hay là một nội dung theo kiểu một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó giống như là bất động sản, hoặc là một lĩnh vực về bảo hiểm đi, đúng không ạ? Thì tất nhiên là ít người quan tâm hơn rồi. Các bạn cứ để ý như này đi, ở trên TikTok ví dụ như có 1 triệu người đi, thì đâu phải 1 triệu người đó ai cũng quan tâm tới bảo hiểm với lại bất động sản, đúng không ạ? Cho nên cái lượng rất là ít. Nhưng mà 1 triệu người đấy thì họ có quan tâm tới đồ ăn không ạ? Lớn cũng quan tâm tới đồ ăn, nhỏ cũng quan tâm tới đồ ăn, đúng không ạ? Hưng chia sẻ cho các bạn một thông tin quan trọng như thế này. Ở trên TikTok là từ 13 tuổi cho tới 17 tuổi là nó chiếm 20%. Còn từ 18 tuổi cho tới 65 tuổi là nó chiếm 80% còn lại. Mà 13 tuổi có thích ăn đồ ăn không? 18 tuổi có ăn không? 30 tuổi, 40 tuổi, 65 tuổi có thích ăn đồ ăn không? À, có thích nhìn gái xinh không? 18 tuổi cũng thích nhìn gái xinh rồi. 30 tuổi, 50 tuổi, kể cả 65 tuổi đi chứ nữa. Thì cũng thấy một người xinh đẹp thì mình cũng phải ngắm chứ. Cho nên làm về trend, về gái xinh, về đồ ăn thì tất nhiên là cái lượt tim nó sẽ nhiều hơn, là tại vì người xem nhiều hơn. Còn các bạn làm một cái ngách riêng là về bất động sản thì ai quan tâm tới bất động sản xem thôi, ai quan tâm tới bảo hiểm xem thôi. Người ta mua ô tô, các bạn làm về ô tô thì ai có nhu cầu mua ô tô mới xem chứ. Chứ bây giờ đứa 17 tuổi, 13 tuổi, 18 tuổi, 25 tuổi luôn đi thì có nhu cầu mua ô tô không ạ? Thì không có nhu cầu mua ô tô cho nên họ không xem là chuyện bình thường. Cho nên tỷ lệ thả tim sẽ ít hơn, nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng của bạn sẽ cao hơn. Cho nên là về cái việc mà thả tim ít hay nhiều các bạn đừng có quan tâm. Quan trọng là cái mục đích của các bạn xây kênh để làm gì. Nếu các bạn xây kênh để hút người về, để tạo ra viral nhiều hơn, để cho cái người follow kênh của bạn nhiều hơn, thì bạn làm gì giải trí, bạn làm về drama, truyền cảm hứng thì nó sẽ nhiều hơn. Vậy làm về trai xinh gái đẹp. Còn nếu mà bạn muốn bán hàng, muốn thu hút được tiệp khách hàng tiềm năng thì bạn phải làm gì ạ? Hưng chia sẻ cho các bạn một điều quan trọng này, các bạn nhớ này. Mình làm hướng dẫn nha các bạn. Nếu các bạn làm bất động sản thì các bạn là hướng dẫn cho họ đi đầu tư bất động sản, hướng dẫn làm sao mua đất để có lời. Nếu các bạn làm về chăm sóc xe ô tô thì các bạn hướng dẫn cho họ rửa xe, hướng dẫn chăm sóc ô tô như thế nào. Nếu mà các bạn làm về tư vấn viên bảo hiểm thì các bạn sẽ chia sẻ cho họ về cách mua bảo hiểm, làm sao mà để
để tốt hơn, làm sao để có được một cái kế hoạch tài chính. Đấy, thì chúng ta sẽ tùy vào cái ngành nghề. Nếu mà các bạn về bán thời trang thì các bạn chỉ cho họ cách phối đồ. Nếu mà các bạn bán về về khăn này chẳng hạn thì chỉ cho họ cách cuốn khăn. Đấy, nó đơn giản, bán cái mic này thì chỉ cho họ làm giờ sử dụng cái mic này. Thì tất nhiên là những người nào quan tâm tới cái mic này thì họ sẽ coi video của bạn chứ, đúng không ạ? Đấy, cho nên cái mẹo quan trọng ở đây là nếu mà các bạn muốn thu hút được tiếp khách hàng tiềm năng thì các bạn sẽ hướng dẫn họ làm cái điều gì đó, hướng dẫn họ sử dụng sản phẩm của bạn. Còn nếu mà bạn muốn giải trí, nếu bạn muốn thả tim nhiều, bạn muốn thu hút nhiều thì bạn làm về lĩnh vực giải trí. Hai cái này các bạn nhớ phân biệt được để định hướng nội dung của bạn, làm sao mà cho phù hợp với lại cái mục đích của các bạn. Các bạn truyền tải cái thông tin gì đi thì các bạn sẽ nhận lại cái điều đấy, đúng không ạ? Truyền tải cái gì thì sẽ nhận lại cái điều đấy. Hướng dẫn cho họ sử dụng sản phẩm của chúng ta thì chúng ta thu hút về được khách hàng và chúng ta bán hàng và chúng ta kiếm tiền. Còn nếu mà chúng ta truyền tải những cái thông tin giải trí, những cái nhạc trend thì chúng ta sẽ thu hút được lượng viral rất là đông, nhưng chưa chắc đó phải là khách hàng tiềm năng của chúng ta, chuyển đổi sẽ thấp hơn. Cho nên chúng ta hãy xác định được là cái điều chúng ta mong muốn là gì để chúng ta truyền tải cái thông tin nó phù hợp với lại cái nội dung kênh của chúng ta. Nhớ là kênh của chúng ta các bạn đừng bao giờ mà làm theo kiểu là ngẫu hứng. Hôm nay mình chia sẻ về bất động sản, ngày mai vui quá cái mình đi review đồ ăn, ngày mốt vui quá mình thấy đi cái quán này đẹp quá mình cũng quay, đi chơi vui quá mình cũng quay, hôm nay người yêu đá buồn quá cũng quay, không có được nha các bạn. Đã là những người kinh doanh, đã là những người thật sự muốn kiếm tiền trên TikTok thì các bạn cần phải có một cái nội dung xuyên suốt, một cái nội dung xuyên suốt trên kênh của bạn luôn. Làm về bất động sản thì chỉ chuyên về bất động sản và những vấn đề liên quan tới bất động sản. Làm về mẹ bỉm sữa thì những vấn đề gì liên quan tới mẹ bỉm sữa thì mình làm thôi. Ví dụ như mẹ bỉm sữa thì không lẽ suốt ngày mình nói về mẹ bỉm sữa sao? Không, mình nói về sắc đẹp của mẹ bỉm sữa sau sinh, nói về nuôi dạy con, đúng không ạ? Nói về rất là nhiều vấn đề về phụ nữ thì sẽ thu hút được mẹ bỉm sữa về. Ví dụ như kể cả nấu ăn nó cũng thu hút được phụ nữ về, tại vì phụ nữ thì thường thích nấu ăn. Đó, cho nên chúng ta phải rõ ràng về cái nội dung kênh của chúng ta thì chúng ta làm chắc chắn nó sẽ thành công nha các bạn. Được nhiều team hay ít team thì hy vọng rằng các bạn đã hiểu được. Đó, và để một kênh của bạn có lên xu hướng thì nó có rất rất là nhiều cái vấn đề quyết định. Ví dụ như còn về phần chính sách, về phần chính sách nữa, rất là nhiều chính sách là có nên để số điện thoại hay không, hay là có nên để dính logo hay không, có nên nói về một người nào đó không, thì rất là nhiều cái yếu tố để quyết định một cái kênh của bạn nhiều team hay là lên được xu hướng. Thì trong video ngày hôm nay Hưng chỉ chia sẻ cho các bạn cách làm sao cho các bạn hiểu được nhiều team hay là ít team như thế nào. Hy vọng rằng là video này nó sẽ rất hữu ích cho các bạn. Và các bạn hãy follow kênh của Hưng để nhận được những cái cập nhật mới nhất từ bên TikTok nha các bạn. Đấy, và mời các bạn xem video tiếp theo nha. Bye bye.